Đây là lần thứ hai trong hơn nửa tháng qua, Sài Gòn xảy ra tình trạng hàng loạt các cửa hàng xăng, dầu tư nhân đóng cửa, ngừng kinh doanh, khiến người dân phải xếp hàng dài, chờ đổ xăng ở các cây xăng do nhà cầm quyền cai quản. Mặc dù tình trạng các cửa hàng xăng, dầu đóng cửa đã kéo dài liên tục hơn chục ngày nay, nhưng ngày vừa qua thì số lượng các cây xăng đóng cửa bỗng dưng tăng mạnh. Những cửa hàng còn kinh doanh thì chỉ cho một vài trụ xăng hoạt động, chứ không cho hoạt động hết tất cả như trước đây. Theo ghi nhận của phóng viên, ở lần này, dù phải xếp hàng và chạy lòng vòng tìm kiếm cửa hàng xăng, dầu còn kinh doanh, nhưng người dân không còn hoang mang, lo lắng như đợt đầu tiên. Cũng không có tình trạng người dân mang theo can nhựa, đi mua xăng về dự trữ. Thậm chí, có một bộ phận còn lạc quan và cho rằng nguyên nhân không phải là thiếu xăng, mà là do cách cai quản của Bộ Tài chính. Còn đối với một số cửa hàng xăng, dầu thì lần này, nhiều nhân viên tỏ ra hung hãn, là lối cấm không cho chúng tôi quay phim khi phát hiện ra. Về phía nhà cầm quyền thành phố thì lần này họ không đưa lực lượng công an, dân phòng ra bảo vệ ở các cửa hàng xăng dầu như lần trước. Có khó khăn là đời hơi lâu trong vòng 30 đến 35 phút mà đến lượt vẫn ngay khó khăn cho mình đó. Đồ chậm thì mình cũng làm phiền hà cho mình, điều với số người đông nhiều người đồ quá thì mình phải chấp nhận thôi. Còn mình lo lắng nói chung chuyện bình thường, cái là do Bộ Tài chính sắp xếp thôi. Cuộc sống thì mình đồ cái mình đồ nhanh để mình đi công việc, cái mình đồ chậm thì mình lại thôi. Còn do là ngã trên điều tiết sao để cho không bị ủng ứ như vậy thì còn hơn chứ. Mình quan tâm cũng đi đến đâu em, không cũng thiếu đó, xăng bao giờ thiếu đó, điều cái này do Bộ Tài chính để cho cấp dưới nó hơi lòng anh. Xăng dầu thì thấy nó lên nó chút xíu tiền thôi mà không biết sao nhà nước nó không đủ dầu cho mấy cây xăng thôi. Đâm ra dân chúng giờ đứng chấp hàng mua xăng dầu quá trời đó. Thôi nói chung lên mấy ngàn quan trọng gì đâu, đổ xăng cũng được, quan trọng có cái đứng xếp hàng nó lâu phải không? Thì lâu cũng ảnh hưởng thôi, tại xếp hàng nhiều khi nó lâu. Cái này cũng bỏ tài nên cũng không rành lắm, mà chỉ biết là nói chung là nó có lên bao nhiêu ngàn đâu mà dân chúng là phải đổ xăng thì lùm mất công. Lên 2-3 ngàn rồi chạy xe cũng vậy, cũng có chở thêm chút xíu thôi đúng không? Không, nếu mà lên nhiều quá phải lo chứ. Lên tới tận sao phải không? Ví dụ lên 1-2 ngàn, 2-3 ngàn không sao, nhưng mà lên 50 ngàn là bạc à. Chỉ của nhà nước tính thôi chứ mình không tính nữa, đúng không? Ví dụ chỗ nào thiếu mình đi chạy chỗ khác mình đổ thôi. Chạy xe buộc phải có xăng rồi, thì phải đi kiếm chỗ nào có mình đổ chứ. Mấy cái kia thì nhiều khi nó không có, phải kiếm chỗ khác thôi, đúng không? Thì bây giờ tạm thời thấy thiếu rồi đó, không biết 1-2 tháng sau thì không biết sao. Theo thông tin trên mạng xã hội và truyền thông của nhà cầm quyền, thì tình trạng thiếu xăng không chỉ xảy ra ở Sài Gòn, mà còn ở nhiều các tỉnh thành phía Nam như An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác. Cùng chung tình trạng trên, ngay cả Hà Nội cũng rơi vào cảnh thiếu xăng kéo dài nhiều ngày qua. Trước sự việc trên, vào ngày 22 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương nói rằng tình trạng các cửa hàng xăng, dầu đóng cửa chỉ tập trung ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Những nơi mà trước đây bị phụ thuộc vào nguồn xăng trôi nổi, xăng lậu, xăng giả. Còn về nguồn cung cấp thì Việt Nam chưa bao giờ thiếu xăng. Việc dư luận cho rằng tình trạng trên là do nguyên nhân nguồn cung cấp xăng trong nước bị thiếu, bị ông Diên phủ nhận là không chính xác. Ông Diên đưa ra dẫn chứng mà chỉ có ông và các quan chức cầm quyền trong cuộc mới biết, đó là tính tới ngày 30 tháng 9 năm 2022, dự trữ thương mại xăng của Việt Nam là hơn 1,25 triệu mét khối xăng, dầu. Nguồn cung cấp từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quốc và Nghi Sơn lên đến 1,36 triệu mét khối, tương đương với 80% nhu cầu của cả nước. Với con số này, thì nguồn xăng dầu của Việt Nam đủ đáp ứng cho người dân trong nước tới gần hết tháng 11. Còn việc các cửa hàng xăng dầu đóng cửa, thì ông Diên giải thích là do giá cả có biến động lớn, làm cho công ty thua lỗ. Trái ngược với một phần phát biểu của ông Diên, thì những ngày qua, Hà Nội là một trong những tỉnh
thành miền Bắc bị rơi vào tình trạng thiếu xăng kéo dài. Thì không ai thấy ông Diên lên tiếng giải thích gì sao, miền Bắc không có xăng, dầu lậu như miền Nam nhưng cũng bị thiếu xăng. Tôi tường trình cho đài FPTN tại Sài Gòn.